Lâm là cầm dần để ôm bom chung chiến thắng luôn. Vâng, rất đông lạc đà đến huy thủ về Lâm sẽ tiếp tục phủ đỏ. Vâng, cũng lấy dần ra chơi lại cầm dần đội bạn, nhưng mà còn có giáp rồi. Về Lâm chưa dám lao vào, nhưng vì có lạc đà ở đây. Về Lâm sau tuần này cũng đã rất yếu, thì mà anh ôm toàn bộ dân lên để ôm bom chim sẻ. Sang SBC V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Ăn nếu huy thủ chim sẻ, hai cây gỗ gần nhà nhưng không phải thế khép góc. Ờ, có rừng luôn. Ứng. Một cái rừng rất to đấy, từ chim sẻ là cái rừng già cạnh nhà. Chắc là hai minh oan trận này thì auto đã đánh cung A rồi. Vấn đề là bài vở có lên đời tốt hay không, Yugi có lên được đời hay không nữa. Quả đầu 6 cây dành cho game thủ chim sẻ nắng của chúng ta. Trận chung kết sớm. Bây giờ mà nói game thủ Yugi bài đấu được cầm con Baby Don. Và lại quả đầu dường như cũng 6 cây bầy hiệu đầu thấy rồi. Xin lỗi quả đầu 7 đến từ game thủ Yugi. Đến với trận thi đấu chung kết sớm của chúng ta thì xin giới thiệu anh em tổng kho sản gỗ Kiên Cường, là đơn vị phân phối sản phẩm SPC Vivlor vân gỗ cao cấp chính hãng tại Thạch Thất, Quốc Oai, Xuân Mai, Trường Mỹ. Địa chỉ tại đường 419 Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 092143, xin lỗi, 092148 33333. Chúng tôi xin cảm ơn nhà chợ Xquad với 7 đặc tính vượt trội như là chất tẩy rửa tuyệt vời, không màu, không mùi, không gây kích ứng, diệt khuẩn và khử mùi, ngăn chặn quá trình oxy hóa và ăn mòn rỉ sét, chống tích điện, thân thiện với môi trường và chỉ cần lau một lần là hiệu quả trông thấy luôn. Xin cảm ơn nhà chợ quạt điều hòa Rapido. Có rất nhiều lựa chọn cho anh em từ loại to đến loại nhỏ, công suất từ 40 đến 320W. Có thể tắt mở bằng điều khiển cầm tay hoặc bấm trực tiếp trên quạt. Anh em có thể truy cập website rapido.vn để tìm hiểu thêm nha. Vâng, Rapido quạt điều hòa không khí hàng đầu Việt Nam. Anh em hoàn toàn yên tâm khi mà sản phẩm sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu như hỏng động cơ chính, và bảo hành tận nhà cho 2 năm cho anh em luôn. Rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này với bài Min Baby của hai game thủ đến từ Liên Quân Ego. Thì anh Yugi đã có một bãi quả phụ rồi nhưng mà chưa có đồ lùa về. Máy game thủ chim sẻ cầm Min Oan thì cũng có quả phụ đang cố gắng lùa hiệu về đây. Nhà có vẻ khung rồi, bởi hiệu sát mép rừng rất khó lùa về. Nhà chưa khung cho lắm. Mặt trước vẫn còn hở. Bật xe này tặng hẳn một lớp bùn nước. Ok, cảm ơn Quý Đinh rất nhiều. Anh em lòng xem sẻ đời, mình sẽ quay trở lại sau ít phút nghỉ. Anh em đợi chút. Olamaz.
Và giờ cùng quay trở lại với trận đấu này với bài Minh Hoàng dành cho game thủ chim sẻ nắng đang cơ cấu dân ăn vàng ở đây, nâng cấp công nghệ cho mình thủ 1P cầm Minh Hoàng với bạn Kata và Minh Hoàng sẽ đánh cung thổi phù trận đấu này theo mặt máy game thủ Yugi. Và Yugi có con giò để chọc vào nhà của người cầm Minh Hoàng, game thủ đồ gỗ Xuân Thứ và đánh cung A để cho Xuân Thứ xiên chiếc con tê của đội bạn thôi, rồi xúc chiếc con tê đối phương luôn, sẽ là xin tí vàng lẻ. Vâng, cố gắng chơi bãi bản đội bạn khi mà Xuân Thứ chưa có chiếc bet ăn vàng. Xúc thôi. Và tham lại là 26/48 dành cho game thủ Yugi. Đây là một máy game thủ chim sẻ đang cho tình huống thủ nha. Vâng, đang bo phủ mình lại. Giò của game thủ V-Lớp đang cố gắng đuổi dần chim sẻ. Trên này là 3 lạc đà, phủ được con ngựa giò đối phương rồi. Đã nhốt được con phủ ở đây. Và các bạn thấy sẻ nó bị đi vào rất là da gắt. Như thế này thì sẽ không việc khỏe bằng game thủ đồ gỗ Xuân Thứ được. Đang cơ cấu ra ruộng, bo bế lại cái quanh ruộng của mình. Cố gắng xin phủ ra để chơi đối phương thôi. Tôi chỉ lo sợ một tơn và bên lớp để bác cả dân đến đập phủ chim sẻ nhắn nữa mới đau đầu. 30/60 cho game thủ chim sẻ. Đây là mặt máy của game thủ Yugi tham lai 28. Màu 4 cũng khá là yếu khi bị game thủ Yugi chơi vàng. Tươi đấy. Yugi đi chơi màu 4. Hai lạc đà cộng với đó là một BA, một BP. Và bắt đầu chuyển sang sóc ngựa chém rồi để bạn có bánh xe. Đây là mặt máy chim sẻ. Tôi biết ngay là bên lớp sẽ bác dân để đập phủ sẻ mà. Bài này quá quen rồi. Bắt bài trước được điều này. Bò bế con B của mình. Vâng, phù thôi. Phù lạc đà đối phương, bạn lấy dân lên để đập những nhà BE. Cái thủ chim sẻ sẽ lấy dân ra để sửa. Có lạc đà chém dân đối phương. Đợi phù hồi mana. Vâng, lâu quá. 99%. Rồi, phù đi. Mỗi con phù phù con lạc đà. Rồi, được một con lạc đà đứng kê đây luôn. Con phù kia tiếp tục phù. Phù thêm con lạc đà nữa. Quá hay. Vâng, đứng hồi máu con phù này. Vâng, cực kỳ khó chịu đây chim sẻ. Vâng, đứng hồi máu cho phù thủy. Vâng, thêm một phù nữa ở bên trong. Phù đi. Tiếp tục phù được một lạc đà nhưng vừa rồi dường như một tình huống hay, phù thủy phù một lạc đà đội bạn. Lên giáp cho cung A. Vâng, tăng BA. Và đội bạn có T để công bãi vàng với thủ chim sẻ nhắng. Tham lai là 26/56 dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, Yugi có bạn để bơm bớt cho sẻ đi thôi. Vâng, tăng thêm BA. Đội bạn đang có số lạc đà là cực kỳ đông kìa, mà bên lớp đang chưa bị ai chặn. Bạn nhìn thấy lượng lạc đà là quá đông nhờ game thủ lớp cháu gà. Một BA luôn đến từ chim sẻ nhắng. Bo hẳn nhà cứng luôn cho hiểu. Phù thôi. Nhưng mà phù thủy chúng ta hồi mana, chúng ta có thể phù tiếp lạc đà đội bạn. Mang hết lạc đà sang đây. Chém cung D. Rồi. Vâng, cung A vẫn đang là một áo, nhưng bạn thấy bên lớp nó có quá đông lạc đà. Quá đông lạc đà để thủ bên lớp. Vâng, bắn cung T kìa. Chém cung T, chém cung T, chém cung T. Vâng, chém chiếc cung T đội bạn. Vâng, chết mất một con phù rồi. Đang đợi phù thủy hồi mana, nhưng mà cứ như thế này thì bên lớp vẫn sẽ đẩy lạc đà đều lên. Và chim sẻ nhắng sẽ không thể nào mà chơi được khi mà cung A đang không tụ được và dân đang không làm ăn, chỉ có những con phù như thế này thôi. Và đây là một máy game thủ Yugi. Và màu 4 bắt đầu hồi lại rồi. Tham lai Yugi đang số là 36 và màu 4 đẩy thẳng nhà game thủ Yugi luôn, kéo quân về thủ nhà không anh.
Button công an này được bạn không? Ui đông quá. Căng em ơi. Quá đông quân đến từ game thủ xuân thứ đẩy vào UE sẽ không thể đỡ được tên này. Timeline 37 sẽ yếu quá. Bên Lâm đang cầm dân thì ô bom chung trẻ nắng luôn. Vâng, rất đông lạc đà đến game thủ bên Lâm. Sẽ tiếp tục phù đỏ. Vâng, cũng lấy dần ra chơi lại dần đội bạn. Cung mà đã có giáp rồi. Bên Lâm chưa dám lao vào, UE có lạc đà ở đây. Bên Lâm sau tên này cũng đã rất yếu. Thì mà anh ôm toàn bộ dân lên để ô bom chim sẻ. Vâng, còn khoảng 5 con lạc đà nữa để game thủ bên Lâm thôi. Phù đê, phù đê. Nào. Đứng hình. Rồi, thêm con lạc đà nữa. Vâng, xong cung mà lại yếu quá. Anh UE có đồ gì bơm đây không? Vâng, tiếp tục phù lạc đà đội bạn. Dân sẽ chết đi được rất nhiều anh em ạ. Timeline là 25. Gỗ là quá nhiều và sau tuần này thì sẽ cần phải cơ cấu và vẽ ruộng thật nhanh lên. Vẫn đổi quân ra. Nhiều gỗ quá rồi. Vâng, cung nhà chính. Vâng, BG chay để vẽ ruộng trong này luôn. Không ăn gỗ nữa, 600 gỗ rồi. Anh Yugi đang có timeline là 38, đang muốn bắt cung A của đồ gỗ Xuân Thứ. Thì game thủ đồ gỗ Xuân Thứ đẩy không quá nhiều cung A và bắt được cung A đội bạn rồi. Tươi. Bắt được cung A tươi đấy. Bắt được 2 tơn đội bạn luôn rồi. Hay quá. Áp lực tí anh ơi. Vâng, màu 3 sau tuần vừa rồi cũng đã yếu. Màu 4 sẽ phải có dân ở đây này. Timeline đang số là 37. 38 nha, game thủ Yugi. Bắt lẻ những con lạc đà game thủ Venom. Đây là mặt máy game thủ chim sẻ. Cần phải hồi lại và đẩy Venom luôn. Timeline là 31. Tình huống thủ nhà rất dẻo đấy, chim sẻ nắng có thể thủ được trước những con lạc đà của Venom. Với tình huống công cả dân lên để đập phủ. Đây rồi, nông dân đối phương đây. Chưa. Vâng, đội bạn đẩy làm sao được Yugi. Yugi khỏe mà, có yếu đâu. Sẽ cần phải cơ cấu lại nông dân của mình. Đây là những con nông dân cuối cùng của anh thủ về lớp rồi. Anh ấy cũng đã khô máu hết toàn bộ những gì mình đang có. Và không còn lực để sắp thêm lạc đà ra nữa. Timeline chim sẻ là 33. Đã muốn chặt nốt cây gỗ này để vẽ thêm một chiếc ruộng nữa. Tuyệt vời. Đây rồi. Vâng, đội bạn đẩy tơn nữa vào nhà Yugi thì sẽ lại đang có những đơn vị lạc đà cung RA và phù thủy để công vào bãi vàng của người cầm 4 và những con nông dân của người cầm 3. Đội bạn đang chưa có nhiều vàng trong trận thiếu này đâu. Timeline là 35 đấy chim sẻ. Đây cung A đối phương đây đông đấy nhá. Cung A đội bạn chắc chắn đông hơn sẻ rồi. Đây nông dân trên lớp đây. Xúp. Rồi làm con lạc đà này phù kìa. Còn chết luôn lạc đà sao yếu thế. Vâng, vừa gõ cái chết luôn. Mid air. Đây là mặt máy game thủ Yugi thẳng lại 45. Trong trận thiếu này đang cũng đã ăn thêm vàng. Cung A đã bắt đầu đến gần nhà game thủ Yugi hơn rồi. Anh đã bung ra ăn thêm vàng. Trở lại mặt máy game thủ chim sẻ tham lai là 40. Và có khi là sẻ nó mang cung A sang bắt quân của Xuân Thứ đẩy nhà anh Yugi là đẹp luôn đấy. Tham 41 rồi, đội bạn cứ đẩy không nhiều đâu vì bị bắt 2 tơn rồi không thể nhiều được. Và Yugi đang gọi chim sẻ đang sang để có thể thủ nhà cho mình. Anh cứ giữ một tơn đi. Đây là nông dân của anh thủ về lớp sẻ con phù của nông dân đối phương luôn. Đốt nhà đội bạn. Ê em ơi, góc này nguy hiểm quá. Vâng, góc này là rất nguy hiểm, sẽ không thể nào mà lao qua cái khe này được. Khe này bé quá, không lao được, phải đi vòng. Vâng, bắt quân tiếp viện đội bạn thôi. Và sẽ phải đi vòng một tơn thì mới chơi được cung A đội bạn, không thể lao qua cái khe hẹp như vậy được. Timeline là 50 đấy, chim sẻ tuyển đổ ra quá nhanh. Phải đấu được cầm cái Minwan như thế này. Quản lại vàng, không thấy đội bạn ăn vàng. Đội bạn báo về đã bắt đầu xuống dông. Ôi. Vâng, báo về đội bạn sang nhà sẻ nhưng nhà đồ gỗ Xuân Thứ như thế này. Và nhà đồ gỗ Xuân Thứ như thế này thì thơm quá. Không được. Đội bạn vẫn còn cung A thủ nhà. Cung A vừa mới nở ra. Đây rồi, có Yugi ở đây, chúng ta sẽ lao vào nhà đồ gỗ Xuân Thứ một tơn. Và quan trọng là sẽ có một tơn mà đồ gỗ Xuân Thứ đẩy bên nhà chim sẻ. Ôm A đội bạn luôn. Ôm A, ôm A, ôm A anh ơi, trên này, trên này. Đang đứng trên dốc luôn, tưới thẳng vào luôn. Giá luôn. Giá luôn, giá luôn, phải không cho chạy, xích cổ tới cung A này nhá. Vâng, tập trung tên này này. Vâng, thông tin báo về đội bạn kéo quân về thủ nhà. Anh ơi, mặt BA trên này. Rồi, xúc, 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 xúc. Xúc luôn tên cung A này của đối phương. Tham lai chim sẻ là 56 trên 68. Một bài đấu thời điểm đầu bị ôm bom rất rát. Nhưng bây giờ đang nổ lại được và đẩy ngược vào nhà BA của đội bạn. Một tôn ôm quân của cặp đôi bên phía Eco Media vào nhà của đồ gỗ Xuân Thứ. Anh này là kéo quân về thủ nhà thì là tuyệt vời luôn. Và tỷ số. Vâng, ngay đây ở trong xe đấu thứ hai. Một trận đấu mà chúng ta đã giành chiến thắng. Sang SBC V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Và đây là kênh YouTube duy nhất và chính thức của mình. Anh em nhớ subscribe để không bỏ lỡ những siêu phẩm cũng như là giúp mình có được nút bạc một cách sớm nhất.